Vĩnh Long, miệt vườn sông nước hữu tình giữa sông Tiền, sông Hậu. Những homestay mát rượi bên vườn cây ăn trái. Người dân thân thiện, hiền hòa, cùng nếp sinh hoạt cộng đồng đậm đà phong vị phóng khoáng đất phương Nam. Cùng với cả nước, Vĩnh Long đang từng bước thích ứng an toàn để đón khách du lịch. Mời quý khán giả đón xem ký sự truyền hình Du lịch xanh Vĩnh Long phát sóng lúc 16 giờ 20 phút thứ Bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại lúc 7 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và 21 giờ 45 phút cùng ngày trên truyền hình Vĩnh Long 2.